Hôm nay là ngày thứ hai mồng năm tháng hai thuộc tuần lễ thứ năm mùa thường niên. Chúng ta cùng nhau suy niệm và cầu nguyện với lời của Thánh Vịnh 132. Các bạn thân mến, nửa đầu của Thánh Vịnh 132 chủ yếu đề cập đến ước muốn của vua David về một nơi thờ phượng xứng đáng. Còn nửa sau nói về tương lai của nhà David, cũng như những lời giao ước của Thiên Chúa đối với David và dòng dõi ngài. Qua những lời hứa này, David biết được rằng Thiên Chúa đã dự định những điều lớn lao hơn và cao cả hơn những điều đã được mặc khải trước đây cho dân Israel. Những ai kính sợ Thiên Chúa sẽ được bảo đảm về một tương lai vô tận. Tương lai của những người tin Chúa là tương lai của sự cứu rỗi đời đời, được bảo đảm bởi sự cai trị đời đời của dòng dõi David. Sự cứu rỗi được bảo đảm bởi đấng cai trị sắp đến. Đấng sẽ mang lại hòa bình không bị gián đoạn. Đấng mang lại sự yên nghỉ vĩnh cửu, và vương miện của ngài sẽ tỏa sáng mãi mãi. Nói một cách vắn gọn là Thánh Vịnh 132 nói đến tầm quan trọng giao ước của Thiên Chúa với David và dòng dõi ông. Lời khiêm tốn cầu nguyện của David trong Thánh Vịnh này là xin Thiên Chúa thiết lập một nơi cho hòm giao ước. Thánh Vịnh diễn tả ước muốn của Thiên Chúa sẽ được thực hiện, và ngài sẽ ban lòng thương xót đời đời cho vị vua được tuyển chọn. Sau hết, chúng ta cùng cầu nguyện với lời của Thánh Vịnh này: Lạy Chúa, xin lên đường đi tới nơi an nghỉ. Đây là điều chúng tôi đã nghe nói tại Ephrata. Chúng tôi đã gặp thấy nơi đồng ruộng Ya'ar. Chúng ta hãy tiến vào nhà Chúa, hãy sụp lại trước bệ dưới chân ngài. Lạy Chúa, xin lên đường đi tới nơi an nghỉ. Lạy Chúa, xin lên đường đi tới nơi an nghỉ. Chúa và hòm bia oai quyền của Chúa cùng đi. Các tư tế của ngài hãy mặc lấy lòng đạo đức, và các tín đồ của ngài hãy mừng rỡ hân hoan. Xin vì David là tôi tớ Chúa, Chúa đừng hắt hủi người được sức giàu. Và nguyện xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho tất cả mọi người chúng ta, nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Amen.